Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm hóa chất tự mồi, chuyên dùng để bơm hút vận chuyển hóa chất có tính ăn mòn cao như là axit, muối, kềm. Đầu bơm lắp với motor một pha. Đây là phần ống hút, có đường kính ống hút là 41mm. Đây là ống xả, có đường kính là 33mm. Tổng chiều dài khoảng là 610mm. Theo là đầu bơm lắp với motor 3 pha. Đây là ống hút, có đường kính là 32mm. Đây là ống xả, có đường kính là 45mm. Thì ngoài ra nó có thêm những phụ kiện đi kèm như là mặt bích, hoặc là dạng mặt bích hoặc là dạng ống ra. Quý khách cần biết thêm thì sẽ liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn. Sau đây là hình ảnh kho xưởng và văn phòng công ty.